Này em là Medeo, gửi cho các bác nào cần cách làm bẫy nhím trộn đơn giản. Các bác xem tham khảo để lại bình luận giúp em. Nếu thấy video hữu ích, cho em xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh. Em xin cảm ơn. Giờ em sẽ đi qua cho các bác xem hang nhím vào tối hôm qua. Mời các bác đi theo chân em nhé. Này có một cái bầy nha các bác. Đó, cách làm của em rất đơn giản. Dưới đây có một cái nữa. Em làm mấy cái xung quanh hang các bác ạ. Đây này hàng của nó các bác. Đó các bác thấy chưa? Hàng mới á. Mở cách đây mấy ngày. Đây nữa. Đây có hai cái hàng luôn. Tổng cộng là 4 cái hàng. Và đây nữa. Đó. Hàng mới tin đó. Đây đường mòn. Lối nó đi. Đây, bên đây có một cái hàng nữa. Đó. Thôi, em chào các bác. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Em xin cảm ơn.